ấy rớt 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 giống như đại thiên chui 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 vậy nè, không phải uổng thôi. Chưa chín thung lũng mận Nà Kha, thiên đường giữa lưng chừng mây, nằm trên đường vào xã Tân Lập. Thung lũng mận Nà Kha chỉ cách đồi chè Trái Tim khoảng 6 đến 7 km và cách thị trấn Nông Trường Mộc Châu 16 km. Để vào được tới thung lũng cần phải đi qua một đoạn đường bê tông chỉ đủ vừa khít hai xe ô tô cỡ nhỏ. Chính vì đường vào tương đối khó khăn, lại cách trung tâm thị trấn khá xa so với các điểm khách đến mà Nà Kha thường bị bỏ qua. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn để tìm vào sâu trong thung lũng ấy, chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và tinh khôi của những cánh rừng mận. Thời gian phù hợp nhất trong ngày để ghé thăm bản Nà Kha là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, không nên đi quá sớm kẻo sương mù dày đặc che mất tầm nhìn. Còn đi vào chiều muộn, nắng sẽ tắt rất nhanh, khó chụp những bức ảnh đẹp. Đây là mỗi nhà vườn họ sẽ có một cái vườn riêng, giống như là một cái hợp tác xã đó. Tức là mình sẽ có cái bãi đổ xe rồi mọi người sẽ tự ra dẫn khách vào riêng của vườn mỗi họ. Ở đây xung quanh đúng là thung lũng nha, nó vòng dọc bao quanh là núi không à. Đây. Chưa chín, mận này chưa chín. Thật ra thì đây là cũng lần đầu tiên mình được vào cái vườn mận nha. Chứ thường là mình chỉ mua ở ngoài chợ thôi. Khu vực này thì chưa chín. Đây, mận đây, chưa có chín nha. Giống như là gì ta? Khu vườn đào tiên mà đây tiên hái vậy đó. Đây, đây mình hái cho cả nhà xem nha. Ôi trời, bên kia kìa, đâm luôn. Để kiếm mấy trái dưới thấp hái xài cầu hai ông tới. Tôi chín lắm. Cái quá rồi. Trời ơi. Ê. Rớt rớt rớt. Giống như đại thiên chui 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 vậy nè. Không phải uổng thôi. Chưa chín. Trời. Chào tạm biệt cả nhà nha. Ai đang xem nhớ cho mình xin một like nha. Mình sẽ quay rất là nhiều nơi review cho mọi người cùng xem nha. Thân ái chào tạm biệt.